Hello mọi người nha, hôm nay mình sẽ làm chả giò đơn giản chỉ với 4 nguyên liệu mà thôi. Rất là đơn giản, ai cũng làm được hết á. Hai nguyên liệu đầu tiên mình cần có là củ lan nè, củ môn nè. Gọt vỏ, rửa sạch, sau đó mình sẽ đem đi bào ra nha. Mình sẽ bào từng sợi nhỏ như vậy nè. Nếu các bạn nào mà có các bạn bào sợi nhỏ hơn nữa thì càng tốt, nhưng mà y vậy là cũng được rồi. Sau một hồi lâu thì bây giờ mình cũng đã bào xong rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào một xíu muối nha, cho nó ra nước để mình giặt nước á. Nhớ là một xíu thôi nha, chứ không là chút khỏi niêm luôn á. Lúc mọi người giặt nước á, nên nhớ là phải mang bao tay vào nha, chứ để cũng môn á, nó sẽ làm tay mình rất là ngứa luôn. Sau khi vắt xong mình sẽ cho vào 200g thịt bằm nha. Sau đó thêm vào 100g tôm xay nữa. Đây cũng là hai cái thành phần nguyên liệu chính giúp cho cái nhân của mình nó được ngọt hơn nha mọi người. Sau đó mình sẽ cho thêm hành tím, tỏi băm, hành lá, ngò rí đồ. Mình băm nhuyễn mình bỏ vô thêm nha mọi người cho nó thơm. Và một ít tiêu nữa. Mình sẽ cho thêm 2 muỗng hạt nêm nha. Theo công thức của mình thì mình chỉ nêm hạt nêm thôi, mình sẽ không có nêm muối và bột ngọt. Hạt nêm và đường là xong, rất là đơn giản và lại rất là ngon luôn. Tiếp theo mình sẽ cho thêm 3 muỗng đường nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn đều hỗn hợp này lên để nghỉ trong tầm 10 phút để cho các gia vị thấm đều vào cái nguyên liệu. Sau đó mình sẽ đem đi cuốn chả nha mọi người. Cách cuốn chả thì cũng rất chi là đơn giản luôn. Chỉ cần bỏ nhân vào rồi sau đó mình sẽ cuốn ngược lên nha mọi người. Xong úp qua, đặt bên đây qua nữa. Rồi cuốn cho chặt tay lên. Cuốn rất là chặt tay thì mà cái cuốn chả giò của mình nó sẽ đẹp. Thank you.
mời mọi người ăn chả giò cùng mình nha. Mọi người đã xem hết video của mình nha. Nhớ thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.